Xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo Hùng. Đấy, thì hôm nay lên một số sản phẩm mà nó từ lâu không kinh doanh. Đấy. Ví dụ như con mài này là của Yamasu này, em quay gần cho mọi người xem. Yamasu giờ thì em không có kinh doanh mặt hàng của họ nữa. Cái mã của nó là 103. Đấy, con này thì thanh lý giá là 280 cho mọi người, bao ship cho mọi người. Nói chung là dây đồng vẫn là dây đồng 100% và hàng mới của nó phải rơi tầm 450. Hàng mới của con này nó phải 450. Đấy. Thì con này thì nó sẽ không có nắp bảo vệ tay cầm chốt khóa, nhưng còn vẫn có bộ để lắp lưỡi đương nhiên rồi. Hàng em để lâu không bán cái hiệu này thì còn giờ tự nhiên lôi ra thì nó còn thôi. Đấy, con này thì là còn một con giá 280 này. Đấy, mọi người xem kênh đăng ký kênh ấy, ví dụ mà săn được cái lúc mà em đang rất rẻ. Đấy, có thể con này sẽ bay rất nhanh này, tại vì nó rẻ lắm rồi, 280.000. Cái con thứ hai này, con này Yamasu, cũng là Yamasu, cái mã của nó đâu. Con này thì khoan có một cái túi vải này. Đấy, túi vải này chắc là bị chắc là lúc rạch ra thì nó hơi bị đứt này rồi. Đấy, mọi người thông cảm nhé. Thì con này có một pin, không tìm thấy một pin đâu. Pin này thì nó không phải chất phổ thông. Đấy. Con này thì cái mã của nó là IMS6021, mọi người có thể trích giá. Em thanh lý một máy một pin là 500 bao ship, số lượng còn một con. Đấy, bắt vít và khoan. Nói chung là hàng pin của Yamasu thì khá là bền. Đấy, khá là bền, chày cối khá là bền. Con này màu đen thì cũng đẹp. Đấy, đèn này, pin này thì chắc là pin 1.5. Em để được gần 1 năm nay mà pin nó vẫn còn 3 vạch này. Đấy, pin họ làm khá tốt đấy. Đấy, thừa nhận là thế. 500 bao ship cho mọi người. Cái này thì Yamasu thì em có một nhá. Con thổi này đi. Con thổi này cũng là một sản phẩm bán rất là chạy cái đợt này này. Một cái sản phẩm khác đây này, máy rửa xe cũng thanh lý đây. Cưa xích cũng thanh lý đây. Đấy, máy thổi này. Con này thì giá là 220.000 bao ship. 220 bao ship ấy, chứ không phải 220 chưa có ship đâu. Con này là của thương hiệu Mazula. Đấy. Thổi hút đều được, công suất là 500W. Đấy, Mazula thì nó là thương hiệu con của Hukan. Giá con này là 220 bao ship. Đấy, có đầu thổi đầu hút đầy đủ hết trong này nhá. Hàng mới mà, con này là hàng mới, mới gần đây luôn đấy, chứ không phải là hàng lâu rồi đâu. Ok, tiếp theo thì con này là con rửa pin của Hukan, mã của nó là 3828BL. Con này thì nó là hàng test của bên em. Đấy, thì bây giờ nó ra cái mã 4820, một cái mã rất là khỏe. Đấy, và khá là nhiều đầu. Con này thì sẽ có dây hút cho mọi người này, một dây xịt và một bình bọt tuyết, chỉnh 3 tốc nhá. Giá mới của nó là 1.050.000. Thì em thanh lý giá là 780 bao ship, có hộp cho mọi người. Đấy, thực ra là để nó bụi thôi, chứ còn con này dùng thì chắc xịt được vài lần chứ mấy. Đấy, xả cạn nước rồi, 780.000 bao ship cho mọi người. Thân máy rửa xe của Hukan, mã là 3828BL, đầy đủ phụ kiện cho mọi người. Đấy, chân pin phổ thông không chổi than nhá. Đấy, cái mã này này cũng rất là hot luôn này. Nó xích 10 inch của Hukan. Con này thì là hàng test đây này. Lần trước em test em bán cái con mà cứ xích 9 inch ấy. À, 8 inch của Hukan giá 900 chốt luôn, nó thật chốt luôn trong 5-7 phút thôi. Đấy. Con này là 10 inch. Cái ưu điểm của con này là nó có thể cầm được hai tay, cái tư thế cầm rất thoải mái luôn. Cầm hai tay này, hoặc là mọi người tháo cái tay cầm này ra, mọi người cầm một tay thì vẫn rất ok luôn. Đấy, con này giá mới của nó là 1350, động cơ nguyên khối nhá. Có bơm nhớt tự động đây, con này bình nhớt của nó đây. Đấy, bình nhớt chai nhớt thì cho nên nó sẽ không bị nóng xích, giảm nóng xích. 1350 thì thanh lý cho anh chị giá là 800 bao ship, có hộp luôn cho mọi người. Cái xích này thì em cũng dùng rất là ít, nói chung là dùng ít lắm, tại vì độ khoảng vài tháng nay là gần như là chả lên video cứ xích mấy, tại vì có video rồi. Đấy, đây một con nữa rẻ hơn đây. Con này dùng gia đình được nhá. Con này giá của hãng trước nó phải 650. Đấy, thì thanh lý 450 cho mọi người. Con này thì Mazula, con này của nó là 6 inch phải. Đấy, cũng có, cũng là không than, cũng là chai nhất tự động. Cái mã này thì em không làm luôn đấy, tại vì Hukan thì họ cứ mang mỗi mã một loại sang để chào hàng. Nhưng cái mã này thì em không làm luôn, thậm chí làm xích còn chưa cả lắp. Đấy, làm xích còn chưa cả lắp. Đấy, thì con này giá thanh lý là 450 bao ship cho mọi người. Đây, con này là bao nhiêu? Lam của nó là bao nhiêu? Lam của nó 15.3, 15.3 là 6 inch. 6 inch, 6 inch 15 phân, cắt cành khoảng dưới 10, 12 phân là ok. Đấy. 450 bao ship nhá. Cái mã tiếp theo thanh lý cho mọi người này, con này thì thôi. 220.000 đi. Hàng mới mà, 220.000. Con này là khoan 10 ly của Macan, nó còn sót lại, còn một con. Đấy. Khoan 10 ly bắt vít và khoan chân máy phổ thông 220. Con hàng mới của Hukan, mọi người thích thì em chốt cho mọi người con này. Đấy, sale nhẹ thôi, giá 430 bao ship cho mọi người.
con này thì hãng nó lại sắp ra mẫu mới rồi. Với tôi còn khoảng 5 con bán trước Tết thôi, tại vì giờ Tết hãng Hoka cũng không về mẫu này nữa, nó lại chuẩn bị ra mẫu mới. Đấy, năm nay Hoka nó ra chắc phải tầm 100-150 mẫu mẫu thôi. Nhà máy nào cũng làm, nhà máy nào cũng chơi thôi. 430 nhá, em còn khoảng 4-5 con body là hết sạch cái lô này. Con lô này bán kinh kinh rẻ luôn đấy, 100 con luôn đấy. Hơn 100. Một số quả pin nhá. Đây. Quả pin này thì tách ra từ cái pin mà nó tặng cho một người bình giữ nhiệt. Đấy, thì pin này là pin 6A, pin super dòng xả cao. Đấy, quả này mà dùng cái cưa xích hay là bê tông pin thì nó mới chịu được nhiệt, với máy mài mới chịu được nhiệt. Chứ còn những cái quả pin ABS thông thường của Hoka đấy mà 15 cell thì chịu ở mức vừa vừa thôi. Đấy, tại vì pin nó không phải là pin xả cao, pin 5C. Còn pin này là pin 10C thì giá luôn cho anh chị nhá. Giá luôn và việc luôn. 650.000 bao ship cho mọi người. Bảo hành là riêng super là bảo hành 12 tháng. Pin này sử dụng được Makita hãng, vỏ vừa chống cháy vừa chống va đập luôn. Đấy, ok luôn. Đây, xe quả này đây. Quả này nó cũng tặng sạc cái sao đây. 8A, pin 20 cell, nhưng mà pin này là pin 5C thôi. 5C mà pin dung lượng 8A thì khả năng nó được khoảng 40A. Đấy, cũng không phải là giá thấp đâu, 40A là không phải giá thấp đâu. Tại vì những quả pin xả cao mà pin đóng 4A ấy, nó cũng xả tầm này. Đấy, thì thanh lý cho anh chị giá 620 bao ship. Giá hãng là 830 nhưng nó tặng sạc, nó tặng cái đèn. Thì 630 thì để cho anh chị gọi là dùng đèn, dùng quạt hay dùng máy mài cũng được. Dung lượng 8A là chuẩn đấy. Quả này thì hot nhất trong gần đây này. Drama. Quả này là 6A. Đấy, có cổng sáng điện thoại trực tiếp nhá. Đấy, con này là dòng pin Ultra này. Đấy, dung lượng cao, 6A, xả cao. Đấy, mọi người có thể tham khảo, nếu nãy vừa rồi vừa săn được cái con cưa xích hoặc con rửa xe thì có thể tham khảo mã này. Đủ dung lượng 6A, dòng xả cao, giá là 620 bao ship. Có cổng sạc, con này là mã đầu tiên có cổng sạc điện thoại này, cực kỳ hay luôn. Đấy, cái mã này Hoka, con này thì bê tông pin của Hoka. Con này mã của nó là 2503. Thì nhiều người cứ thích con Z3 ngày xưa ấy, thì chính con này là con Z3. Tại vì bây giờ nhiều bên nó về. Đây, ví dụ là con này nó về, rồi con Akuza nó về, rất nhiều bên về cùng khuôn với con Z3, cho nên là Hoka không thể giảm con Z3 ngay cùng một lúc được. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều đơn vị đang ôm hàng của họ. Thì cái mã này tương tự thôi, thì giá hãng là 958, thì em thanh lý cho anh chị giá 850. Em còn hai con, hàng mới 100%. Tại vì em thì em sẽ làm hẳn mã quảnh của Hoka luôn, em không làm mã nhờ nhỡ này nữa, sẽ làm hẳn mã này luôn. Đó. Sẽ hẳn làm hẳn mã này luôn, đó là mã 2009. Form thì rất là giống nhau đúng không, nhưng mà riêng về phần búa, về phần tản nhiệt của con này thì nó thật luôn là vô địch trong phân khúc luôn. Đấy, nó tương đương con Netong 2603 và con Amax. Con Amax mà giá 2,1 triệu ấy, nhưng mà Amax thì con đấy giờ nó tặng sạc, à, tặng pin, và nó có chống rung, cho nên giá nó nhìn hơn chút thôi. Chưa về độ khỏe thì ba thằng đấy tương đương nhau hàng ông em. Đấy. Con này anh em đi cày 9 công trình, những cái mũ to 16 một cày liên tục. Đấy, cái tản nhiệt này của nó hiệu hoạt động cực kỳ tốt luôn. Đấy, con này thì là 1450 nhá. Con này em xả là giá 850, hàng mới luôn. Đấy, cho mọi người. Đấy, còn hai con. Đây 13 ly đây. Giá 600 đây. Đấy, trong nó có Hoka Z1001 này và Hoka Z88 này. Đấy, động cơ không trổi than, khoan 13 ly, đầu auto lock có khóa trục. Đấy, nói chung là những mã này thì bán rất là nhiều rồi. Khóa cứng trục này. Đấy, khoan có búa này, khoan tường gạch này. Đấy, giờ bắt vít khoan các thứ không trổi than nhé. Cái dưới này của nó chỉ là nút cân bằng mạch thôi, nó không phải là nút bấm nhá. Nhiều người mua về tưởng nút bấm nên là bấm vào không được, lại bảo lỗi. Tại vì đợt vừa rồi em ra hàng con này rất nhiều trong hãng luôn. Đây 13 ly thanh lý đây. Giá 700. Con này là của Mazula, thanh lý bao ship cho mọi người, tặng hộp luôn. Đấy, hình như là nó không có tay cầm vào. Đấy. Con này thì nó bị lỗi anti kickback, tức là trong một lô thì nó có khoảng một con bị lỗi. Tỷ lệ cũng thấp. Trong con thì bị lỗi một con thì cái chuyện bình thường mà. Máy móc công nghiệp và dạng thế. Thì thanh lý cho anh chị giá hãng là 1980 hay là 1.050.000. Vẫn rất nhiều bên bán loanh quanh giá đó. Đấy, thì em thanh lý cho anh chị giá con này là 700 và ship có hộp, không có tay cầm. Đấy, không có anti kickback. Nhưng về 120 new của con này là lực khỏe, rất khỏe luôn. Nhông của nó nhông bằng thép, cực kỳ cứng luôn. Đấy, còn combo này đây. Đấy, một khoan một chuyên vít của Drama đúng không, là hai máy hai pin một sạc, giá chỉ có 1 triệu thôi. Lần nào em lên con này cũng chốt rất là nhiều luôn. Đấy, con này nếu mà đi bắt vít đúng không, vít dù vít tôn các thứ thì cực kỳ sướng luôn, tại vì nó có chỉnh ba tốc, đủ loại vít đủ loại lực đều làm được hết cho mọi người. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Con này là chuyên vít Drama,
16V 8 không chổi than, giá là 830, nhưng mà em làm combo giá 1 triệu thôi, tức là thêm 170 thôi mọi người, là sẽ có hai máy, hai pin, một sạc. Đấy, giá rất là tốt rồi. Anh chị quan tâm mã nào cứ liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em chốt đơn em gửi cho, ship tận gốc toàn quốc nhá. Đấy, có con 430 này hay này. Đấy, con này còn vài con này, con này thì có hai con body này, giá 850, giá của hãng là 98. Con này thì là còn một con nó bị như thế. Đấy, con này thì là 22 bao ship. Đấy, mọi người thích nào em gửi luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.